27. Đưa hạt cho tôi. Đồ gấu thối ta, mày sẽ phải trả giá vì đã gây sự với ta. Giờ này mà còn dám mạnh miệng vậy sao, Vic? Quay lại đây, Vic. Lưỡi cưa của mình. Quay lại đây. Ta sẽ khiến các ngươi trả giá, nhớ lấy lời của Vic. Nếu ông còn dám quay lại, cứ chuẩn bị để ăn đòn. Và bây giờ lũ gấu, đã đến lúc tiết lộ kế hoạch tuyệt vời nhất của ta rồi. Nào bé yêu, dậy đi bé yêu, ra khỏi đó nào. Đi nào. Ngươi nghĩ mình đang làm gì? Ồ, chơi trò giả chết với ta ư? Dậy đi, dậy đi. Ta đã làm bánh quế này. Ra khỏi đó đi, đồ chuột lông lá. Đến giờ biểu diễn rồi. Rừng ư? Tránh sang một bên. Đây. Đừng nhìn ta bằng kiểu ngây thơ đó. Đến lúc diễn trò rồi. Nếu không, ngươi sẽ bị ăn đạn. Không tồi đâu. Chúng đến rồi. Thú vị thật. Được rồi, đã đến lúc cho màn biểu diễn chính. Wow, cái đó nhìn ngon quá. Bình tĩnh nào, yên lặng. Giỏi lắm, người xứng đáng được thưởng thêm. Cho tôi. Yên nào. Cái đầu của mình. Ông ta định lừa ai với cái mặt nạ đó chứ? Lại đây, lại đây. Ngon không hả? Lại đằng này. Đúng là một chú sóc nhỏ dễ thương. Tới đi nào, lũ gấu ngu ngốc. Em nghĩ là em muốn một hạt, rất muốn. Mình chỉ muốn ăn hạt. Cho tôi với. Ồ, là bạn tốt của tôi. Muốn nếm thử không? Đúng rồi, đếm mà thử đi. Ngon quá. Người thích không? Đến ăn thêm nào. Chỉ cần đi theo ta tới xe. Đúng rồi, đi theo ta. Mình không nghĩ là hắn tốt bụng vậy đâu. Chắc là trò lừa rồi. Đi nào. Chúng thơm quá. Lại còn ngon nữa. Đúng rồi, đi theo ta. Tôi muốn. Đi nào, đi ăn thôi.
Ở ngay đằng sau này. Chúng ngon lắm. Ngươi đang chờ cái gì? Vào đây nào, nó là của ngươi. Biết, sao ông dám quay lại đây? Tôi sẽ nghiền nát ông. Vậy ông chính là Tiều Phu Vích. Đồ đáng ghét. Bramble, xem anh tìm thấy gì này. Nhìn cái xe đạp này và cái súng này nữa. Em muốn thử. Được rồi, anh sẽ lấy cây súng, còn em có thể giữ cái xe. Tuyệt quá. Ông không được chào đón ở đây, yên lặng đi. Vậy hạt đâu? Người muốn gì ở ta? Hả? Nó muốn bắt tay ư? Ông bắt tay làm cái gì chứ? Đưa hạt đây. Ông nghe rõ không vậy? Hạt đó. Hạt ư? Hạt gì? Ông cố tình gây sự với tôi sao? Tôi không có hạt gì cả. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi không tin ông. Mau đưa hạt đây. Nào, hạt đó. Tôi muốn được ăn hạt. Nhanh lên. Ông nghe thấy không? Đi nào. Nhưng tôi không có hạt gì cả, tôi nói thật đấy. Cái gì cơ? Tôi biết là ông giấu đi mà, ông không muốn cho tôi. Đồ keo kiệt. Đưa hạt đây, đưa hạt đây, đưa hạt đây, đưa hạt đây. Được rồi, ở trong xe đấy, tự đi mà lấy. Cuối cùng thì... mắc lừa rồi. Dừng lại, đó là cái bẫy. Hạt của mình. Đừng vào đó, Bramble. Để dành cho ta một ít nhé. Bramble, hạt của mình đâu, chẳng có gì cả. Tôi hy vọng không có ai quá ồn ào. Giờ chúng ta đi đâu đây? Không có hai con gấu rắc rối đó, mình có thể làm xong việc dễ dàng. Tiều Phu Vích, thả bọn tôi ra. Ông có nghe thấy không? Thả bọn tôi ra. Tiều Phu Vích, giữ sức đi. Ông ấy sẽ không thả chúng ta ra đâu. Bình tĩnh lại đi. Đó là cửa sắt đấy. Yên một lát xem nào. Tiều Phu Vích, thả tôi ra. Đã bảo rồi mà, không ra ngoài được đâu. Chúng ta phải nghĩ cách. Rambo, em đang làm gì vậy? Em phải thử, hai con gấu ngu ngốc đó. Đây là thứ các ngươi nhận được khi gây sự với Vít. Ông dám nhốt bọn tôi lại ư? Cho ông một bài học. Bình tĩnh nào các cậu. Chỉ đùa thôi mà. Đùa ư? Đây. Ông đạp đi. Oh!
Tập 28 TV của Vic. Nào mọi người, làm lại từ đâu? 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Uống và bẻ, vương và kéo. Uống và bẻ, vương và kéo. Uống và bẻ, vương và kéo. 2 và 3 và 4 và 5. 2, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 4. Phải có thức ăn ở đâu đó. 1, 2, 3, 4. Thôi nào Briar, về nhà thôi. Tại sao vậy? Trước hết, anh đói và em đã ăn hết mật ong. Nhưng chúng ta vẫn có thể xem TV. Được rồi, chúng ta sẽ mang nó về nhà, được không hả? Mọi người thấy thế nào? Được, được đó. Tuyệt quá. Suy nghĩ hay đấy Briar, em sẽ lấy nó. Sao vậy? Thứ đó là gì? Này, nhanh lên. Nhanh lên, chúng ta phải ra khỏi đây. Chết về rồi. Nhanh lên nào. Này, các cậu, chúng ta phải đi ngay. Chém bột. Đi nào. Không đời nào. Em muốn cái TV này. Em cần cái TV này. Em sẽ không bỏ nó ra đâu. Lại nữa. Ừ. Này. TV của mình. Màn hình plasma của mình. Đủ gấu cuối ha. Trả lại TV cho ta. Sao nó còn hoạt động nhỉ? Ngay à, cố lên. Nhanh lên nào. Đây đã, nó không hoạt động. Briar, sao mà lâu vậy? Anh phải sửa nó. Im lặng nào, trừ phi em nghĩ là em có thể sửa nó. Anh cứ cược đi, em có thể sửa nó. Anh cứ chờ mà xem. Thôi nào, thôi nào. Thôi nào, thôi nào. Rambo, em đang làm gì vậy? Làm thế sẽ không sửa được cái TV đâu. Trả nó đi, em sắp sửa được rồi. Thôi nào, thả ra. Nếu em tiếp tục đập thì nó sẽ dở mất. Tốt thôi anh sửa nó, nhưng tốt hơn là đừng bỏ lỡ phần còn lại chương trình của em. Nó vẫn không hoạt động à? Ê, thứ này là gì vậy? Này Briar, qua đây nhìn nè. Cái đó nhìn quen lắm. À, anh nhớ ra rồi. Đúng rồi. Điện. Chúng ta cần điện để làm cho nó chạy. Đúng thế. Nếu không có điện thì thứ này không thể hoạt động được. Nhưng chúng ta biết tìm điện này ở đâu? Anh biết rồi. Từ sét.
Tuyệt thật, đúng là thứ mình cần. Lại mưa rồi. Lũ gấu thối tha sao chúng lại dám đột nhập vào nhà để lấy chiếc TV quý giá của mình chứ? Ngôi nhà là lâu đài của người đàn ông. Khu rừng ngu ngốc với đá và cây trong thiên nhiên. Wow, đến lúc rồi, đến lúc rồi. Cố lên các cậu, phải nhanh lên đấy. Đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Rambo, nối dây điện vào đi. Được rồi, Briar, cho em chút thời gian. Không có ai ở nhà. Giờ là lúc lẻn vào và tìm TV của mình thật nhanh. Được rồi. Bảo bối của mình. Wow, đó là tia sét mà các cậu đang tìm kiếm. Nó đến đấy. Được rồi. Rambo, coi chừng. Tránh xa dây điện ra. Ôi trời, xích nữa thì. Ta nóng lòng muốn đưa ngươi về nhà và xem trận đấu hơn. Ta sẽ cho các ngươi thấy vì đã gây rối với tiểu vương viết con Finkenstein. Có TV để xem rồi. Này các cậu, dậy xem TV với tớ nào. Đầu quá đi mất. Cái TV, nó làm gì ở ngoài này nhỉ? Đó là cái TV phải không? Nó làm gì ở ngoài này? Và nó lại ở đây một mình nữa. Quả là kỳ lạ. Anh không biết. Và sao nó trông giống như bị cháy giòn thế nhỉ? Lạ thật đấy. Em vẫn có thể xem chương trình aerobic của mình chứ. Anh chắc rằng nó hoạt động tốt. Vì vậy TV sẽ hoạt động cho dù nó bị cháy hay không. Có thật không? Tuyệt quá. Em không thể đợi được. Đáng lẽ chúng ta nên làm việc này sớm hơn. Lạ thật. Nó bị làm sao thế nhỉ? Ryan, nó hoạt động như thế nào? Như thế nào? Anh làm có đúng không? Thôi nào. Nó hỏng rồi. Thôi nào. Không, Ryan. Đừng làm thế. Thôi nào, ngài TV. Tôi tưởng rằng chúng ta sẽ là bạn chứ. Thôi nào. Ôi, Rambo. Làm ơn đi. Nào nào, Rambo, đâu cần phải khóc chứ. Hay là chúng ta đến chỗ Vic và lấy TV từ phòng ngủ của ông ấy. Nhưng mà Briar, ý anh nói là cái TV màn hình phẳng á. Đúng rồi, cái đó đó tốt hơn cái này chứ, phải không? Chúng ta đi nào, em trai.
Ai tắt đèn đi vậy? Thank you.